Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, trong những năm gần đây, bệnh ung thư luôn được xếp vào những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong trên thế giới và tỷ lệ mắc cũng ngày càng gia tăng. Vì vậy mà nếu muốn phòng ngừa bệnh ung thư một cách hiệu quả thì chúng ta không chỉ cần phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý mà còn cần phải kiểm soát tốt chế độ ăn uống hàng ngày nữa. Nói đến đây thì nhiều cô bác sẽ thắc mắc rằng nên ăn gì để chống lại bệnh ung thư đây? Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng có rất nhiều loại trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp cho cô bác chống lại căn bệnh ung thư nguy hiểm. Do vậy, trong video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày, tôi sẽ chia sẻ với cô bác danh sách tổng hợp 4 loại thực phẩm tốt nhất để giúp cho cô bác tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa căn bệnh ung thư hiệu quả. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình và cả gia đình của bác nhé. Thực phẩm đầu tiên được điểm tên đó chính là gừng. Ngày nay, khi cuộc sống no đủ, cô bác thường chú trọng hơn tới việc ăn làm sao cho tốt hơn để cải thiện và bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Thế nhưng cô bác thường chỉ tập trung vào các món ăn chính mà ít khi nào quan tâm đến các loại củ gia vị sử dụng trong chế biến hàng ngày, có đúng không nào? Bởi vì chúng ta cho rằng các nguyên liệu này chỉ góp phần tăng thêm hương vị cho món ăn thôi, chứ không đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên thì quan điểm này là hoàn toàn sai lầm đấy cô bác. Bởi vì có một vài loại củ gia vị được mệnh danh là thần dược, phòng ngừa ung thư cực kỳ hiệu quả. Quý gấp vạn lần nhân sâm, thảo dược. Và loại củ mà tôi đang nhắc tới đó chính là củ gừng. Gần đây, gừng cũng đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau bằng cách làm cho các tế bào ung thư trải qua quá trình apoptosis hoặc là chết tế bào. Nhiều nghiên cứu đã xem xét việc sử dụng gừng tiềm năng như một phương pháp điều trị tự nhiên cho căn bệnh ung thư đấy của bác. Chia sẻ rõ hơn để cô bác hiểu thì gừng có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào khối u đến các bộ phận khác của cơ thể chúng ta với các loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư vú, đại tràng, trực tràng, gan, phổi, tuyến tiền liệt, tuyến tụy và các khối u ác tính. Mà cô bác cũng biết rồi đó, đây đều là những căn bệnh mà chúng ta rất dễ dàng mắc phải. Hơn nữa, những đặc tính chống ung thư của gừng được cho là do có khả năng kích hoạt các cơ chế kích hoạt gen proptosis trong tế bào ung thư của bác nhé. Ngoài ra thì có những hợp chất trong gừng có thể điều hòa các chất ức chế ung thư, đồng thời làm giảm các gen và protein liên quan đến ung thư. Cụ thể thì có hơn 100 hợp chất hoạt động được tìm thấy trong gừng. Chúng bao gồm gingerol, sagaol, gingerones, gerumbones, oleoresin hăng, terpenoid và flavonoid. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một thành phần trong gừng có tên là 6-sagaol vượt trội hơn so với hóa trị thông thường bởi vì nó có thể nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư vú mà cô bác có thể mắc phải. Loại tế bào này được coi là căn nguyên của ung thư vú vì khả năng tự tái tạo, bất lực của hầu hết các tác nhân hóa trị và khả năng phân biệt liên tục hình thành các khuẩn lạc khối u mới. Bằng cách là nhắm mục tiêu vào các tế bào này, tỷ lệ tiên lượng xấu và tái phát khối u có thể được giảm đi. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà cô bác từ chối loại củ rẻ tiền này để phòng ngừa căn bệnh ung thư tìm đến chúng ta, có đúng không nào? Tuy nhiên, có một điều mà tôi cần phải lưu ý đến cô bác, đó là gừng chỉ nên ăn vào buổi sáng mà thôi. Các tác dụng của gừng sẽ giảm dần vào buổi trưa và thậm chí là còn gây độc vào buổi tối nữa đấy, cô bác nhé. Loại rau thứ hai được nhắc đến đó chính là tía tô. Nếu như ở Việt Nam, tía tô chỉ là một loại rau gia vị có giá thành rẻ, bán theo mớ, trồng đầy ở vườn, thì ở Nhật Bản là tía tô được bán theo từng lá và được người dân của xứ sở hoa anh đào vô cùng coi trọng, gọi là lá hồi sinh. Cô bác sẽ phải ngạc nhiên bởi vì có giai đoạn Nhật Bản còn muốn nhập khẩu lá tía tô của Việt Nam với giá là 700 đồng cho mỗi một chiếc lá. Trong khi đó, ở nước ta, chỉ vài ngàn đồng thôi là chúng ta có thể mua về một mớ khá lớn rồi. Thực tế thì trong đông y, tía tô cũng được coi là một vị thuốc. Theo lương y Vũ Quốc Trung của Phòng Chuẩn trị Y học cổ truyền, tía tô trong đông y còn có tên gọi khác là tô diệp, tử tô, tô ngạnh. Tía tô có tác dụng trị cảm mạo, sốt, ho. Giá trị dinh dưỡng của lá tía tô là rất cao, bao gồm nhiều dưỡng chất quan trọng như là đạm, canxi, sắt, tinh bột, chất xơ, phốt pho và vitamin C.
Thành ra, sẽ thật đáng tiếc nếu như cô bác chỉ đang dùng lá tía tô như một loại rau gia vị thông thường mà không biết đến những giá trị tuyệt vời sau đây của nó. Theo các chuyên gia về sức khỏe, thì lá tía tô có chứa lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh nên có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư mà cô bác dễ mắc phải. Do vậy, cô bác nào ở đây càng tiêu thụ nhiều chất chống oxy hóa hàng ngày thì khả năng mắc bệnh ung thư sẽ càng thấp hơn. Chia sẻ cụ thể hơn, hai dòng tế bào ung thư đại trực tràng và tế bào ung thư phổi mà cô bác dễ mắc phải đều có biểu hiện là tăng sinh và di căn cao. Do đó được sử dụng để nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có tác dụng chống tăng sinh và di truyền tế bào ung thư. Và kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất có trong lá tía tô có tác dụng ức chế mạnh mẽ tăng trưởng tế bào ung thư đại trực tràng và ung thư phổi của cô bác. Điều này phù hợp với các báo cáo trước đó về hiệu quả chống lan rộng ở u nguyên bào gan và các tế bào bạch cầu của hoạt chất trong tía tô. Đồng thời thì các hoạt chất trong tía tô cũng cho thấy khả năng phục hồi apoptosis trong tế bào ung thư, từ đó sẽ giúp cho cô bác loại bỏ các tế bào không mong muốn, bởi sự mất cân bằng apoptosis có thể dẫn tới sự tăng trưởng của các tế bào ác tính của bác nhé. Do vậy, phục hồi hoạt động của apoptosis được coi là phương án quan trọng để giúp cho chúng ta phòng ngừa và điều trị các bệnh ung thư hiệu quả. Tiếp theo, muốn hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư thì nên ăn nhiều cần tây. Cũng là một loại rau có vị đắng, thế nhưng cần tây chắc hẳn là một loại rau mà được nhiều cô bác ở đây yêu thích, có đúng không nào? Vào mùa đông mà có rau này ăn lẩu thì phải nói là ngon hết sảy, đúng không nào cô bác? Thế nhưng chúng không chỉ ngon thôi đâu nhé, mà cần tây cũng nằm trong danh sách loại rau có vị đắng nhưng mà tốt cho sức khỏe của con người. Cô bác có biết không, cần tây có chứa vitamin C, beta-carotene, flavonoid và có ít nhất là 12 loại chất dinh dưỡng chống oxy hóa bổ sung được tìm thấy trong thân của cây cần tây. Đây cũng được xem là các hoạt chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào, mạch máu và các cơ quan khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa của bác nhé. Chưa kể, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng chất polyacetylene có trong cần tây là một loại chất chống tác dụng phụ của hóa trị liệu và ngăn chặn sự hình thành của nhiều loại ung thư mà cô bác dễ mắc phải, đặc biệt là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư trực tràng, ung thư tụy và ung thư bạch cầu đấy cô bác. Đồng thời thì hai hợp chất vô cùng quan trọng mà tôi thường nhắc đến với cô bác là flavonoid, apigenin và luteolin đều có những hoạt tính sinh học giúp chống lại các gốc tự do cũng như tiêu diệt các tế bào ung thư. Mà cô bác có biết không, hai chất này thì lại có rất nhiều trong loại rau có vị đắng là cần tây. Vậy nên nếu rau cần tây là một món ăn yêu thích của cô bác thì hãy cứ yên tâm mà ăn chúng mỗi ngày. Tuy nhiên, cô bác cũng đừng vì vậy mà ăn quá nhiều, quá lạm dụng, bởi vì bất cứ loại thực phẩm nào ăn nhiều quá mức cho phép cũng đều không tốt. Cô bác ăn mỗi bữa chỉ nên khoảng là 100g rau này thôi là tốt nhất rồi, cô bác nhé. Và cuối cùng có mặt trong danh sách này đó chính là nho khô. Có nhiều cô bác ở đây xem nho khô là một món ăn nhẹ hoặc là đồ ăn vặt, cũng có thể sử dụng làm topping cho các món sữa chua hay ngũ cốc, có đúng không nào? Thành ra thì cô bác nghĩ rằng đây là một thực phẩm ăn cho vui miệng thôi, chứ không hề biết rằng chúng có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cụ thể thì theo các chuyên gia về sức khỏe cho biết, nho khô là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, khoáng chất và năng lượng dưới dạng calo và đường của bác nhé. Bên cạnh đó thì nho khô ngoài tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa, còn có tác dụng chống lại tế bào ung thư nếu như mỗi ngày chúng ta ăn một nắm nho. Nho khô rất giàu chất xơ và chất sắt, có thể thúc đẩy lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành của rất nhiều căn bệnh ung thư trong cơ thể của cô bác. Thậm chí là chúng còn có chứa thành phần phenolic cao, có khả năng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người bởi vì chúng sẽ ngăn chặn các gốc tự do. Chia sẻ rõ hơn cho cô bác, gốc tự do là một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến sự phát triển tự phát của tế bào ung thư cũng như sự lây lan của ung thư. Đó là lý do tại sao mà các loại thực phẩm chống oxy hóa cao như nho khô lại là một loại thực phẩm chống ung thư tuyệt vời của bạn nhé. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng phòng ngừa ung thư từ các thực phẩm mà cô bác ăn hàng ngày là một điều vô cùng khả thi. Do vậy, cô bác hãy bổ sung 4 món ăn vừa rồi vào trong chế độ dinh dưỡng của mình để căn bệnh hiểm nghèo này không dám bén mảng tìm đến cô bác.
Bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm có lợi thì chúng ta cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt thật hợp lý để giúp cho bản thân mình và cả gia đình được khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ cùng với cô bác hai nguyên tắc cần thiết sẽ giúp cho cô bác tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh ung thư. Đầu tiên là cô bác đừng quên tập luyện thể dục mỗi ngày. Nếu cô bác thường xuyên theo dõi các thông tin về sức khỏe, thì hiện nay ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc ngồi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và các bệnh về tim mạch cũng như một số loại ung thư nguy hiểm khác. Điều này dễ gặp nhất đối với những cô bác nào đang làm việc văn phòng, ít có thời gian mà vận động. Do vậy, khi mà cô bác già đi, hoạt động trao đổi chất ở cơ thể sẽ trở nên chậm chạp hơn và có thể dẫn đến tăng cân. Từ đó thì bệnh tật cũng sẽ dễ dàng kéo tới. Do vậy, việc tăng cường vận động là một điều thiết yếu để giúp cho chúng ta có thể ngăn chặn những căn bệnh nguy hiểm nói trên. Và theo các chuyên gia về sức khỏe thì hoạt động thể chất thường xuyên mà tiêu biểu là tập thể dục sẽ cho kết quả giúp cô bác giảm nguy cơ mắc phải một số loại ung thư như là ung thư đại tràng cho tác động mạnh mẽ nhất, ung thư vú, nội mạc tử cung, ung thư bàng quang, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Hơn nữa, hoạt động tích cực còn có thể giúp cho cô bác duy trì cân nặng lý tưởng, từ đó sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ phát triển các vấn đề về sức khỏe như là bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường và loãng xương. Vì vậy, những cô bác nào ở đây ngoại ngũ tuần thì nên có hoạt động thể chất vừa phải, ít nhất là 30 phút mỗi ngày, đồng thời hạn chế xem truyền hình, ngồi máy vi tính quá lâu để giúp bảo vệ cho sức khỏe của mình, cô bác nhé. Và có một điều quan trọng để giúp cho cô bác sống lâu hơn, đó là hạn chế rượu bia, thuốc lá. Rượu bia và thuốc lá là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư. Đây có lẽ là câu nói mà cô bác nào cũng đã từng nghe đến rồi, có đúng không ạ? Thế nhưng mà trong mỗi lần gặp gỡ bạn bè, người thân mà thiếu đi rượu bia, thuốc lá, đối với một số cô bác như mất đi một nửa cuộc vui rồi. Thành ra, cho dù đã nghe nói là có hại rất nhiều, nhưng mà cô bác vẫn cứ sử dụng. Tuy nhiên thì chắc chắn nếu hiểu cụ thể hơn về sự tàn phá của bia rượu cũng như thuốc lá thì chúng ta sẽ phải thay đổi ngay suy nghĩ này. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì rượu kết hợp với thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ ung thư miệng, ung thư thanh quản, thực quản gấp nhiều lần so với việc uống rượu hoặc là hút thuốc đơn thuần của bác nhé. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng trong khói thuốc có đến gần 100 chất sinh ra bệnh ung thư. Do đó, việc ngừng hút thuốc sẽ khiến cho các bác nam nhà mình giảm được 1/2 nguy cơ ung thư phổi và giảm dần nguy cơ ung thư họng, thực quản, bàng quang, thận và tuyến tụy. Bên cạnh đó, thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Hoa Kỳ, uống rượu bia thường xuyên sẽ vô tình kích hoạt sự nhân lên bất thường của các tế bào ung thư ở một số bộ phận trong cơ thể của con người. Vì vậy mà việc bỏ rượu hoàn toàn có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm, giúp cho cô bác sống khỏe và sống thọ hơn cô bác nhé. Cô bác thân mến, nói tóm lại, phòng ngừa ung thư từ lúc chưa hình thành các khối u ác tính bên trong cơ thể là một điều vô cùng cần thiết. Và những thực phẩm mà cô bác có thể sử dụng hàng ngày mang lại hiệu quả phòng chống ung thư cao đó chính là: thực phẩm đầu tiên được điểm tên đó chính là gừng. Loại rau thứ hai được nhắc đến đó là tía tô. Tiếp theo, muốn hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư nên ăn nhiều cần tây. Và cuối cùng có mặt trong danh sách này đó chính là nho khô. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.